Trời ơi, cái tài logo đen.
Bài hát được mang tên Mãi Là Anh Em à. Ôi! Đừng ơn thua và đừng nghĩ suy xem ai hơn ai để rồi mất nhau. Hỏi sao đường đời đôi thay. Hey! Nhớ nhau rồi anh em mà quý bao năm trời chỉ chẳng những khi một tay đâu tay đâu tay đâu. Hãy subscribe.
Một trăm vỗ tay thật lớn cho anh em được không ạ? Rồi em hát một bài quế quế xuống sâu rồi thôi nào. Và ca khúc tiếp theo nhất được mình muốn dành tặng đó là ca khúc, không biết là mọi người muốn nghe một ca khúc quen thuộc không ạ? Mực ngọt nhá, được không ạ? Anh xin chúng ta trong ngày hôm nay. Quý vị ơi, chúng ta trị giá là 2 tỷ.
We'll be right back.
mà em biết được thì đúng. Bạn đứa này rất là vui. Và em xin chia một đứa thân thiết. Anh Thiết lên đây. Khoan khoan. Tắt từ công ty nào? Tập trung với anh Thiết. À, có công ty mấy cái tuần hòa. À, công ty đến tính tuần hòa. À, ai? Ai còn là tôi, của tình thương anh. Hôm nay, và giờ đặt hết phút này, anh em tầm tay mãi thành.